Và đây là cuốn sách cô bé Quàng Khăn Đỏ. Mình sẽ cho các bạn cận coi mẫu. Tương tự như những cuốn sách khác thì mình sẽ kết hợp nỉ và những cái hình bông hoa nhựa. Đó, các bạn thấy không? Đó, tâm nè. Rồi các bạn mua vải nhúng, các bạn làm hoa, nỉ các bạn cắt hoa ra phọt mát. Mình sẽ xem những trang sau nhé. Tương tự đúng không nè? Vậy là hết rồi nha. Đó, cuốn sách cô bé Quàng Khăn Đỏ.